Ở đây thì ngã tư không có biển báo giao thông cho nên ta phải tính đến chuyện rạch Phô Linh. Rạch Phô Linh thì phía bên phải cái cô xe đạp thì đi đi đầu tiên, bởi vì bên phải của cô xe đạp là không có ai. Xe đạp đi xong là đến mình. Hello, xin chào cả nhà, mời cả nhà chúng ta cùng làm đề thi tiếp theo. Câu hỏi là mình phải làm gì nếu mà trước mình có sương mù dịch tạc về hình đẹp, tức là cái tâm cho cái tầm nhìn của mình nó ảnh hưởng. Thì đáp án một là đích, ta thấy có chữ tích là ta không bấm vào rồi đó. Kem Rồi đáp án hai là upstand, tức là khoảng cách for alpha đối với cái người đứng trước là phe grosser, là phải rộng ra, đúng rồi. Đáp án 3 là kế phiên định cái tốc độ rách sai thịt dịch, tức là tốc độ của mình nó phù hợp với cái tầm nhìn. Khi nào mà câu hỏi nó có cái chữ EBS, tức là viết tắt của electrophagat ấy, tức là cái xe điện ấy, và câu hỏi họ nói là khi mình đi bên cạnh cái xe điện thì mình phải chú ý cái gì, thì ở đây mình muốn nhớ mèo cho nhanh ấy, mà nhắc đến cái xe điện mà đóng mở ngoặc thế này ấy, thì ta cứ trừ lại ở đâu có chữ motor cái driver, tức là họ bảo là dễ dàng nhận ra tiếng động là sai, bởi vì xe điện nó rất là êm, nó khó nhận ra tiếng động, mà ở đây thì bảo là nhận ra tiếng động dễ, cho nên là chỉ cần thấy chữ motor là ta bỏ qua. À, đứng trước mặt mình là một mô tô rát, và phía bên tay phải có một cái xe màu đỏ nó đang lùi ra đấy. Thì câu hỏi là trước cái mô tô rát này có một cái BKV nó đang muốn xô rích, tức là trước cái mô tô rát này thì có cái xe đỏ nó đang muốn lùi ra, thì ta phải tính toán điều gì? Thì đáp án một là cái BKV nó sẽ xô rích, tức là cái xe đỏ nó tiếp tục xô rích, nó tiếp tục lùi ra nữa thì là nguy hiểm. Rồi cái xe đạp trước mặt mình nó xe đạp máy trước mặt mình nó plus lịch, tức là đột nhiên nó sẽ up rem gen, tức là đột nhiên nó phanh thì cũng ảnh hưởng đến mình. Và đáp án 3 là cái đường phanh của mình nó sẽ dài hơn so với bình thường. Ở đây thì ta thấy bên phải là hình ảnh có người đi xe đạp và có Kinder. Thì câu hỏi là mình phải tính toán điều gì? Thì câu trả lời là dùng pha gạt, tức là cái người ở người và cái người đi trên xe đạp ấy, họ sẽ áo đi pha ban, tức là nguy hiểm, họ sẽ đi trên đường của mình. Rồi họ đi trên đường của họ, đáp án hai là sai, bởi vì không gây nguy hiểm cho mình. Sorry, mồm thì nói sai mà tay thì vẫn quên. Rồi cái người đi xe đạp đó họ sẽ stand và lái ben, tức là họ sẽ đứng lại thì cũng chả ảnh hưởng gì đến mình. Họ nói là mình phải chú ý cái gì khi mình thấy Kinder nó đứng ở trên cái chỗ C và ra trái then ấy, giống như kiểu các cái đường vạch mà trơn trắng cho người đi bộ, mà giống như kiểu hình con ngựa văn ấy, ai phải tính toán điều gì? Thì đáp án một là đánh giá tốc độ emerging thịt là sai, Kinder mà đánh giá tốc độ emerging thịt là mình thấy sai rồi. Đáp án hai là di lao phen ô nơ phe kia số ác phen, tức là nó sẽ đi và không để ý đến giao thông, tức là Kinder ấy. Rồi đáp án 3 là Kinder đi và Kinder có thể là owner Canon 3 đi và có thể là có chữ Zurich, tức là cả Lau đi phèn đi xuống và lao phèn Zurich là đi sau rồi quay chạy lại và lại. cùng nguy hiểm. Họ nói là câu hỏi là mình muốn vượt một chiếc xe đạp thì cái khoảng cách bên cạnh là bao nhiêu là đúng, thì mình phải chú ý cái gì? Thì là đáp án một là mình phải chú ý tốc độ của mình và phe hai then của xe đạp, đúng rồi. Họ nói là Nguy hiểm không? có nguy hiểm không nếu mà nó khuất sơ phó rồi xong, tức là còn một chút nữa là đến ngã tư đúng không, mà ai nên lạt xúc y bô hôi lên. Không Khi ta thấy có chữ lạt xúc là ta nghĩ đến một cái xe tải rồi, lạt xúc là xe tải là cũng nguy hiểm hay không? Dạ, tức là có, bởi vì đáp án một là vì cái tầm nhìn của mình bị cái xe tải này nó che mất cái biển số này, có chữ FedEx này là nguy hiểm này.
Đáp án 2 là không nguy hiểm bởi vì cái xe tải này nó chạy chậm là cũng sợ là sai. Đáp án 3 là giá, tại vì cái xe tải này nó che mất cái giao thông phía trước của mình cho nên là cũng nguy hiểm. Chuẩn bị đến đường xanh đèn đỏ, sau lưng mình có một xe mô tô rát đang đi đến. Xe mô tô rát bên trái á, lên bên Bên trái. trái có xe mô tô rát. Ở đây thì họ nói là mình phải chú ý cái gì khi đèn xanh. Khi đèn mà xanh thì mình chú ý là mô tô rát và cái người đi xe đạp, à, người đi bộ thôi. Họ nói là vemos, tức là ai phải là ở trước cái anh the red cross, là trước cái bảng XC ở trước cái đường tàu ấy, mịt rốt lên lịch và nạc rách va then. Thì câu hỏi này kết thúc là có chữ nạc rách, thì ở đâu dưới câu hỏi có chữ liên quan đến rách thì là mình bấm vào là xong, đúng không? Rồi. Trên câu hỏi mình thấy có chữ police sai, thì ở dưới là đáp án một là in and follow, đúng rồi, anh cho mình. Con dành cho mình thôi. Thì ở đây là họ hỏi là cái form nào, tức là cái công thức nào đấy mà công thức nào áo đe cái tốc độ Brembrecht Một tính đừng đừng metronomen. đằng sau là sự Noma lên brem dùng brake nền, mình chỉ tính vô vô brem dùng thôi. Brem dùng là cái gì, nhân cái gì? Ta chú ý vào cái chữ cuối câu là brem dung rách nên brem vách, thì ta công thức của nó là km trên 10 nhân với km trên 10 thôi. Thức thứ hai. Công thức thứ hai. Câu hỏi là khi trời tối bài trung cơ hai thì ai là la đông xu khăn nè. À, tức là khi mình đi trong trời tối mà cái hàng hàng hóa trên xe ấy, nó nhiều hơn Nó một vượt mét, vượt qua 1 mét, dài khoảng 1 mét thì mình phải làm gì, đúng không? phải dùng cái đèn mà gì, mà cái gì để cô cảnh báo đúng rồi, đèn nào? đèn đỏ thôi đúng không? Đáp án một đèn đỏ này chỉ có thể thôi. Ok. Bây giờ là mình phải rẽ trái nữa, mặc dù mình một sân phải sao ấy. Câu hỏi là mình muốn đi mình muốn rẽ phải, mà giờ đến đây không thể rẽ rồi, mình phải rẽ trái rồi. Thì đáp án một là xoay xích thư, cái phép Từ xích thư bỏ. này là khi nào cũng đúng, là mình từ bỏ cái quyền, tức là mình muốn rẽ phải bây giờ mình phải bỏ đi. Thì đáp án hai là mình sẽ chờ cho đến khi xe nó đi hết thì mình rẽ phải là sai. Rồi đáp án 3 là mình sẽ đánh cái tay lái của mình sang phải, rồi đến một cái chỗ trống thì mình vào là không sai. Tức là chỉ có phép xích thư là bấm vào, đây là xong. Hỏi là ở đâu mình được phép đậu, thì ở đây mình thấy bên phải ấy nó có một cái cọc, nó có cái biển màu xanh là có chữ Eisenbahn ấy, tức là đường một chiều. Thì với đường một chiều thì câu hỏi là wo dürfen Sie hier parken, ở đây thì mình được phép đậu ở đâu, hướng nào, thì là nó bên phải và bên trái thôi. Đáp án 3 là cả bên phải cả bên trái, trong đường một chiều thì ta được đậu cả hai bên. Anh rơi về cái thai ni mơ mắt. Thì là câu hỏi này là người tham gia giao thông. Dừng, xe dừng đúng không? Và khói, khói ra mạnh đúng không? Thì mình phải làm gì? Qua men là khói mà. Qua men tức là mình hoặc là câu hỏi mà không hiểu lắm thì ở dưới này mình thấy có chữ freeze thì chỉ với
Không phải. Ở đây là cái khói sạc của mình là khói, là nhiều khói này. Nhiều khói Ở đúng chỗ không? ông xả Auspur ông À xả đúng rồi, này đúng rồi. Nếu mà thì mình nói phải làm cái đúng gì? rồi, thì khi mình nhìn thấy xe của mình nhiều khói thì mình làm gì? Thì đáp án một là mình phải đi sửa thôi, có chữ Uber free phun này. Cẩn thận cứ đọc câu hỏi chứ có một cái câu giống giống tương tự như này phải Nhưng vậy. mà cái nữa là free và space, nhưng mà đây hai từ free trong trường với nhiều hiểu ra mà. Có nghĩa là xe có khói thì mình phải đem đi sửa thôi, trong đáp án này thì có thể thôi. Ở đây thì ngã tư không có biển báo giao thông cho nên ta phải tính đến chuyện rạch Phô Linh. Rạch Phô Linh thì phía bên phải cái cô xe đạp thì đi đi đầu tiên, bởi vì bên phải của cô xe đạp là không có ai. Xe đạp đi xong là đến mình. Thì câu trả lời ở đây là đáp án một là tôi phải để cho xe đạp đi qua, đúng rồi. Tôi đi trước xe mô tô rát, đúng rồi. Đáp án ba là xe đạp phải để tôi đi qua là sai. Ở đây thì mình thấy là xe đỏ đang nằm trên đường ưu tiên đặc biệt, bởi vì nó đang nằm trên đường đen đầm ở trên cái biển về bên tay phải tá đấy, thì đó là đường ưu tiên đặc biệt, người đó sẽ được đi đầu tiên. Thì đáp án một là tôi được đi trước xe Blau, đúng rồi, bởi vì mình cũng đang nằm trên đường ưu tiên. Tôi được đáp án hai là tôi được phép sau khi Blau nạc đem Blau là sai. Đáp án ba là tôi phải để cho xe đỏ đi qua là đúng rồi. Ở đây thì bên trái của xe tải là không, Phải bên phải của xe tải là không có ai, với là xe tải cũng đi thẳng cho nên là xe tải được đi đầu tiên, xong đến xe vàng rồi đến mình. Thì câu trả lời là x pha g, tức là tôi sẽ được đi nạc đem bên lau, nạc đem kép, đúng rồi. Còn cái phó đem kép thứ ba là sai. Khi ta thấy cái biển này ấy, mà hai cái màu đen, hai cái biển có hai cái mũi tên giống nhau như thế này, tức là ta có quyền cũng giống như họ thôi, hai người có quyền giống nhau. Nhưng mà ta phải chú ý đó là đáp án một là blendung, tức là sẽ bị chói mắt. Khi buổi tối đi đường ấy thì đường hẹp thì sẽ bị chói mắt. Rồi cái cần phe ke thì chú ý cái xe đối diện, đúng rồi. Còn đáp án ba là cái cần phe ke được phó căng là sai, bởi vì mình có quyền giống họ. Khi nhìn thấy hình ảnh này thì ta thấy là con đường đang hẹp lại về phía trước. Thì ở đây là đáp án một là for the era can immer hai then, tức là trước cái đường này ta luôn phải dừng lại là sai. Đáp án hai đúng vì không nên vượt. Đáp án ba là giảm tốc độ. Họ nói là mình phải là để sau có sau khi mình thấy lốp, đúng rồi đúng thấy không, cái thì mình phải đi tiếp, thì mình phải chú ý cái gì? có gì thì phải điều gì cấm Tức là khi mình thấy lốp lốp hỏng, mình thấy cái lốp phụ vào ấy, đúng không, cái lốp phụ có treo lên xe vào, đúng không, thì mình phải chú ý là không được chạy quá 80 km/h, đúng rồi. Rồi mịt nút rất lăng un bê đinh e, đúng rồi. chạy lâu cần thay lốp rồi thì chỉ chạy một thời gian ngắn thôi để về mà thay lại lốp khác. Nó chỉ có một cái lốp gọi là tạm thời thôi, đúng không? Còn cái theo đáp án ba là không được cho người đi theo là sai, không được cho người đi cùng với mình là sai. Họ nói là vi phi an hay ngơ, tức là bao nhiêu cái móc ở đằng sau LKV với một cái cluster B, tức là giống như mình như này, mình bắt đầu thi bằng lái và mình lại 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 cái bằng lái của mình là bằng lái B. B, thì mình được phép thời gian này mình được phép kéo bao nhiêu cái móc đằng sau, thì ở đây mình chỉ cần bấm vào số 1 là xong. Bởi vì mới lấy bằng mà lại kéo hai ba móc thì nguy hiểm, cho nên là chỉ được phép kéo một móc, cái năm Quy quen định đã, như quy thế. định là thế. Vì gì sơ, tức là cái gì chắc chắn, nếu mà PKV mít à, tức là mình làm gì để cho chắc chắn khi xe mình nó ở trên 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 Cái trên dốc dốc mà nó không bị đúng vạch rồi. roi lên, tức là nó không bị trôi đấy xe đấy. Thì ở đây là đáp án hai mới đúng rồi, nhưng mà cái gì mà liên quan đến ad cán for reason I Cái đó cũng can đúng.
đúng không? Ở đây cũng đúng đúng không? Cái Rectangle. kéo cần số của số 1 hoặc là để vào số lùi á thì nó giữ được xe. Hoặc là mình nhớ mèo một tí là vậy như ái lê ken này, giống như là mình đặt cái gì ở dưới đúng không, lê ken ly ken ấy hình rượu cũng được. Ai can như vậy đó, về số 1 hoặc là đi số cho đào cho ở số lùi. Ok, họ nói là mình rick vết phá rèn, tức là khi mình đi lùi ấy thì mình chú ý cái gì, thì đáp án là mình sau, tức là mình nhìn nạc hiến thơ, tức là mình nhìn lại về, mình nhìn về phía sau và tập trung và lại chậm ở đáp án một là đúng. Dịch sơ phe ke rau đuổi ai nên gun lịch, cái này không đúng đúng không, có đúng, có chữ dịch sơ là đúng rồi. Rồi ác thơ tá gau, tức là chú ý thêm đúng không, cả ba đáp án đều đúng, chú ý thêm cái người ở trong gương không nhìn thấy là thế. Nói chung là cái này chú ý thêm nữa là cùng cùng đúng luôn, cả ba này đều đúng. Họ nói là mình muốn đi một cái BKV cùng với một cái mỏ kẹo đằng sau ấy, vốn ăn hay ngớ ấy, thì mình phải kiểm tra cái gì? Free phung là kiểm tra. Ốp tức là liệu cái vốn va ghen này này, dành cho người à, cái đấy là sai đúng Vốn không, va ghen có được để người ngồi đó có được không? để người ngồi hay không, Cái đó là không. nhưng mà mình phải kiểm tra cái đó là không được phép đúng không, bỏ qua. Rồi cái thứ hai là họ nói là Rigspeaker, tức là cái gương hầu của mình ấy, nó có chú ý cái gương hầu của mình đúng không, ăn cái brac mang theo đúng không, chú ý nên đúng rồi. Rồi đáp án 3 là cái bánh phù của mình, street last là cái bánh phù của mình. An hình cái An lá hình có trọng tài trà tài anh có vượt hay không? Đó, số lát gì kia liệu cái tổng của anh hay ngơ, có vượt quá đúng rồi, có sự cho phép phải hay chú không? ý cái tổng trong, Reverse này. đúng rồi, chú ý cái tổng trong đường của mình nó có bị vượt quá quy định không đúng không. Mình đang chạy ở trên đường autobahn, sau lưng mình có một cái xe chạy lên rất nhanh, nhảy đen nữa, và bên phải của mình một cái xe màu xanh nó đang đi ra, cũng rất là nguy hiểm. Mình đã chạy 130 km trên giờ rồi. Thì ở đây là đáp án một là X for the, tức là tôi nói với cái xe đằng sau, ý ta nói là như thế, tức là hãy giảm phanh một chút để giữ khoảng cách, là sai nói như giờ này. Rồi đáp án hai là tôi sẽ vượt lên cái xe trắng, rồi rồi là tôi sẽ sang phải thì cũng Đúng được rồi. đúng rồi. Hoặc là đáp án ba là tôi gió Ford, x vector gió Ford, tức là mình sẽ đổi đường ngay lập tức sang phải là sai đúng không, bởi vì đừng có như này khoảng cách quá ngắn mình đổi gió Ford là nguy hiểm, nhưng mà vượt lên xe trắng là được, bởi vì phía trước xe trắng không có ai. Câu hỏi là mình phải ăn clupen, ăn clupen, ăn hình áo flau brem giờ thun, thì ở câu hỏi là ta thấy có chữ ăn hình áo flau đúng không, thì đáp án một là hoạt động phun thion brem giờ, tức là phải kiểm tra xem cái phanh nó có hoạt động hay không. Rồi đúng rồi, cái túi cái bánh có treo lên à, Cái bánh phụ, cái cái bánh bình phụ phụ cho an hình là mình phải kéo treo lên. phải treo nó lên được gọn đúng không. Rồi cái sợi giấy đó nó phải nối liền giữa an hình ngư Dây với điện giữa anh ngờ với xe của mình có kiểm tra đã nói chưa? hoặc là ở đây ta cứ bấm vào ba kết quả là xong. Vô khan ẹt ly ghen, ở đây họ hỏi là mình thấy có chữ for de jack sơ rai ven ai dai thì stack bên apinusen,
áp nút sen. Ai dai thịt tức là một bên à, một bên bị hỏng à, và như thế đi đúng không? Thì mình cái câu này mình hiểu lắm, nhưng mà cái này là cái... mình nhớ có chữ nick ót nung là không ổn rồi cái nào. Và axlenker phe buộc kèn tức là cong, bị cong mà không ổn thì bấm cả hai kết quả vào. Nhiều lúc khi nghe nhạc đoán chương trình một tí có đôi cái cũng không hiểu, dịch thì cũng được nhưng mà nhớ được trong đầu như thế cho nhanh được, tức là không ổn và bị cong. Thôi phải bố kèn tức là cong. Họ nói là cái BKV bị hỏng và không còn hoạt động được nữa, thì khi mà bị kéo xé thì chúng ta phải chú ý cái gì? Thì đáp án một là cả hai đều phải bật, cả cái xe bị kéo và cái xe kéo đều phải bật van lịch lên, tức là phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm lên. Rồi đáp án hai là đạp autobahn nu áp cuốt sung nách thơ vẹt với nút sen, tức là được phép ở trên đường autobahn áp nút sung, được phép nhưng mà nu áp, tức là phải cắt ngắn cái đường, nói chung là ra nhanh như có thể đúng không? Không, không được, không được bên nút sen đâu, không được bên nút sen nhưng mà nếu mà hỏng ở trên đường thì được, nhưng mà bây giờ nút áp cuốt sung RH defect, tức là hỏng rồi phải kéo, hỏng rồi chứ phải kéo, hỏng rồi thì ok, có nghĩa là mình phải cắt đường đi thì mình phải làm sao mà ra nhanh nhất có thể đúng không? Ý là mình phải áp cuốt sung nữa đúng không, đúng không? Rồi áp slip mức lịch stop số 2 then là sai là rắn, người áp slip à cái giấy này này như có thể grab, tức là chắc chắn số 2 then một thanh kéo, thanh sắt kéo chứ hơn hơn là cái dây ấy. Ý đã ý như thế đúng không? Thường có một cái dây kéo hoặc là có một cái thanh sắt chắc chắn luôn nối, nhưng mà mình thấy có chữ up slip dai, tức là cái sợi giấy đó mượt lịch như có thể grab, tức là chắc chắn số 2 then giữ chắc hả? Ok, vô mê sinh gì ai stay land, tức là mình phải nói trước điều gì nếu như mà ở cái đường à, tức là mình sau một thời gian dài mình đi trên đường khô và bắt đầu bây giờ bắt đầu có mưa đúng không? Thì đáp án một là mình thấy cái phe lịch phe miết xích alpha ban đúng rồi, có chữ cái phe lịch cho bấm vào thôi. Rồi áo ai nên khuất sen brim vách làm chỉ có, nếu mà đường mưa trơn ướt thì sẽ dài đúng không? Mà đây họ bảo khuất sơ là sai, tức là đường phanh của mình ngắn là sai, đường phanh mình sẽ dài nếu trời mưa. Rồi đáp án ba ta thấy có chữ slack cái dịch slack thơ dịch, tức là cái tầm nhìn kém là cũng ảnh hưởng rồi. Có cái mà sai cấu thật chứ được. Sai cấu thật rồi ạ. Như cái câu số 6 ấy. 9 à? Câu số 9 à? Không được. Đúng, em vẫn nghĩ câu này sai. Này mình nói rồi. Tức là đáp là không được hình. Mút thì đúng hơn. Trong câu hỏi thường thường có chữ mút sen thì đúng hơn, trên đường autobahn mà mút là đúng. Còn đáp là được phép là không đúng. Được phép là không đúng. Cứ cố gắng anh chụp cái ảnh này là em về để em rút kinh nghiệm lên sau. Ok, cả nhà nếu mà cả nhà thấy hay thì hãy bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được video mới. Hẹn gặp cả nhà ở đây thi tiếp theo.